Đây là một nhà vườn tại thành phố Alexandria, tiểu bang Virginia. Đến với những nhà vườn trong mùa lễ Halloween tại Mỹ, món hàng nhiều nhất và dễ nhận thấy nhất tất nhiên là các loại bí ngô. Người ta có thể tìm thấy đủ loại bí ngô, từ những trái bí rất nhỏ để vừa trong lòng bàn tay với đủ loại hình dáng khác nhau, cho đến những loại trung bình, cỡ lớn và cả những trái bí khổng lồ vài người ôm mới xuể và có giá cũng khá đắt đỏ như thế này. Tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của mình mà khách hàng đến thăm nhà vườn tự lựa chọn những trái bí ưng ý. Đây là những loại bắp đặc biệt tôi mới chọn được, nhưng bí ngô ở đây mới thật tuyệt vời. Rất nhiều loại tôi chưa từng thấy bao giờ. Ồ, thật không thể tưởng tượng được, có đủ loại bí ngô từ những trái nhỏ xíu như thế này, cho tới những trái bí thật sự là quá khổng lồ. Để thu hút các gia đình có trẻ nhỏ trong dịp này, các nhà vườn cũng tranh thủ tạo ra những sân chơi bí ngô dành cho trẻ em, khá hấp dẫn và độc đáo. Bên cạnh đó thì những căn nhà ma quỷ mang chủ đề rùng rợn của ngày Halloween cũng được các chủ vườn kỳ công trang trí, bởi chúng thật sự là một điểm nhấn hấp dẫn không chỉ dành cho trẻ nhỏ. Thậm chí khi tới với những nhà vườn trong dịp này, trẻ em còn được tìm hiểu về cuộc sống và chơi đùa với những loại gia súc gia cầm được nuôi tại đây. Chúng tôi có chú heo Penny ở đây. Penny rất thân thiện với trẻ nhỏ. Thường thì mỗi ngày Penny dành nhiều giờ chơi đùa với hàng trăm trẻ em khác nhau. Nhưng tất nhiên vào dịp cuối tuần, do có quá đông các bạn nhỏ, nhiều bạn lại gào thét quá mức, nên cũng có đôi khi Penny cảm thấy bực bội, không thoải mái và không muốn chơi đùa nữa. Nhưng không sao, lũ trẻ hầu hết vẫn rất yêu quý Penny của chúng tôi. Thời điểm này đang là giữa mùa thu, nên ngoài sắc màu của bí ngô, còn có nhiều màu sắc sặc sỡ của hoa cúc đủ loại tại các nhà vườn, để du khách có thể chọn cho mình những chậu hoa ưng ý trang trí cho mùa thu. Halloween du nhập vào Mỹ từ năm 1840 theo chân những di dân Ireland và hiện là một trong những ngày lễ dân gian quan trọng trong năm, còn gọi là ngày của các vong hồn, tương tự như ngày rằm tháng 7 âm lịch của người Việt. Trong dịp này, phần lớn các gia đình đều mua bí ngô về nhà như người Việt mua mai và mua đào trong dịp Tết, đồng thời họ trang trí nhà cửa theo chủ đề ma quái của ngày lễ. Nhiều công sở cũng tìm đến những nhà vườn như thế này, mua bí ngô về trang trí để tạo ra không khí vui vẻ cho nhân viên trong dịp lễ Halloween.